gì mà tháng này coi như điện tăng gấp 3 lần. Cái đó gọi là cái máy tiết kiệm điện năng. Vài triệu đồng xuống chỉ còn vài trăm ngàn một tháng nữa. Tắt điện cái nữa, con bỏ nhạc đi cho má coi. Sao nóng như trời. Tôi hù vậy. Ôi, sao tới hù vậy nè. Ôi, má làm gì tự nhiên tắt hết trơn điện tới hùi. Té cái muốn chết luôn, đã vậy còn làm hết hồn nữa. Mày á, hậu đậu á, điên lên té. Mày không thấy tao ngồi đang bấm điện thoại hả? Cái thấy làm gì thấy đường đâu mà đi. Từ nay cái nhà này á, chỗ nào cũng tắt điện hết á. Gì mà tháng này coi như điện tăng gấp 3 lần. Mày xài điện kiểu gì vậy? Ủa kiểu gì là kiểu gì trời, nhà làm như có một mình con. Ủa vậy là mày đổ thừa chứ tao hả? Đổ thừa gì chứ không nói mà nghe. Tự nhiên người nhà biết bao nhiêu đồ điện, cái má tắt hết trơn. Rồi không biết tiết kiệm được nhiêu. Rồi lỡ có gì đó như té như nãy rồi đi bệnh viện không biết tốn nhiêu tiền. Tiền thuốc thang còn hơn. Trời đất ơi, cái thằng này nó ăn nói tào lao, tao đập cho mày trận bây giờ chứ hả? Đập gì con nói má thiệt luôn. Giờ tắt điện cái nữa, con bỏ nhạc đi cho má coi. Đó thấy chưa, tắt điện rồi đó. Trời đất ơi. Trời ơi, sập. Mày kêu tao mở cửa qua cho mày chút xíu. Mày nằm mày ngủ, mày coi mày kìa. Mày xài quạt tao, mày xài cái tivi của tao. Cái tivi nó kêu ôm sùm, tao thấy ôm sùm tao qua tao mới tắt đó. Có nhiều làm hết hồn. Em tưởng trời sập không? Mày thiệt chị ba em nói thiệt luôn. Tình cảm chị em bấy lâu giờ qua xài có nhiêu đâu. Tại mẹ em nhà bà tắt điện hết không có xài mấy chị qua đây. Nhờ giá gì? Làm ghê. Mà em nói chuyện ba nghe, chẳng qua là tiền điện tháng rồi nhà em ba tăng nhiều quá, má em ba không cho xài nữa. Đang ngủ ba tắt điều hòa, ngủ được đâu mới chạy qua đây ngủ. Ủa nhà chị ba không tăng à? Tăng thì cũng tăng. Mà cái đó đó, cái máy tao mới mua luôn. Đó, cái đó gọi là kêu bằng là cái máy tiết kiệm điện năng. Trời ơi, nhờ cái đó là tao tiết kiệm được một mớ điện cho nhà tao luôn á. Bà đừng có chém gió, đây làm gì có cái máy đó. Thiệt mà, đó kìa cái máy chớp chớp xanh xanh đỏ đỏ đó kìa, đó. Mày qua mày coi đi, nè, đó nè. Mới coi đi kìa đó. Thiệt luôn. Đó. Trời ơi, nhờ nó mà tao tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn á. Trời ơi, máy này ghê vậy. Chắc em kêu má em mua một cái quá. Thôi bây giờ không mấy chị ba cho em cái này đi. Rồi nữa bà mua cái khác chị em mình không. Trời ơi, khôn như mày hả? Tao xích đẩy ngoài giường nhà tao kìa. Mày mua, mày xài, mày tự xài, tự nhiên mày lấy của tao xài. Trời ơi trời, rồi ủa. Rồi tự nhiên rồi mày rút cái máy ra rồi điện tiền điện nhà tao tăng. Em về chị ba. Má thằng quỷ. Mày ở không quá, mày qua nhà tao mày bươi nhà của tao coi kìa. Hai cậu uống nước đi. Trời ơi, không hiểu làm sao á mà giá điện tháng này tăng gấp 3-4 lần á. Nhìn cái hóa đơn á là huyết áp tụt tụt. Dạ, còn thấy nhà ai cũng kêu trời kêu đất khi đóng tiền điện hết. Nghĩ mà thấy thương bà con mình đấy cô ạ. Dạ, bởi vậy tụi con mới quyết định đi bán cái máy giảm tiêu thụ điện năng này. Mục đích là giúp bà con mình sử dụng điện thoải mái luôn mà không lo lắng về tiền bạc á cô. Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi. Chứ tôi nói thiệt á, cứ cái tình hình điện như này á, chắc tôi bị đèn cày tôi thấp. Trời ơi, điện mắc quá. Chả không nổi luôn á. Má. Con về rồi hả? Ngồi đây đi con. Nè con, hai cậu này á, bán cho má cái máy này này. Trời ơi, tốt lắm. Chị ba giới thiệu đó. À, cái này là tiết kiệm điện á ha. Ừ. Đúng, hai anh bán cho má em cái máy nào mà nó tiết kiệm nhiều á. Chứ ngủ mà không có máy lạnh em khó chịu quá. Đây, chú xem loại này đi.
Ủa má, má cho con số điện thoại hai cái anh bán máy tiết kiệm điện mà không? Mày xin làm gì? Thì má biết con của má có lòng thương người à. Thấy mấy người ở sớm người ta xài, người ta than tiền điện tiền nước quá trời, thấy thương. Nên con định mua mọi người máy tầm 100 cái tặng. Trời ơi, mày giàu quá Vinh. Mày giàu á, mày đóng tiền điện tiền nước cho má mày đi. Má mày bớt khổ. Trời ơi, dăm ba tiền điện tiền nước con. Búng tay là xong. Trời ơi. Thôi cho đi. Xíu cắt cho. Mệt mày quá à. Nè, ghi đi. Rồi, cảm ơn má nha. Nhớ. Alo, chào anh. Alo. Em là con của dì Thơm mà hôm đó mới mua cục phát điện của anh đó, mà anh mới bán hôm qua luôn đó. Sao đấy chú em? À, chỉ là từ khi mà em mua cái máy đó xong em giới thiệu cho bà con sớm em nè, bây giờ ai cũng muốn mua hết trơn á. Nên em gom lại thì cũng được 100 cái, nên đang định đặt anh 100 cái luôn. Rồi với lại không mấy hay anh xuống trực tiếp này nè, giao hàng xong rồi hướng dẫn bà con sử dụng luôn, chứ em biết gì đâu. Chắc không được rồi chú em ạ. Thì anh sẽ chuyển hàng xuống cho chú thôi, chứ còn chuyện mà xuống gặp bà con thì hiện tại anh đang bận lắm, không có sắp xếp xuống được. Chú kêu bà con thông cảm dùm anh nhá. Căng nhỉ. À, vậy thôi không mấy hai anh live stream Facebook đi. Rồi có gì em kêu bà con lại coi, rồi có gì hai anh trả lời trên đó luôn. Thôi được rồi, ok. Chú cho anh Facebook đi để anh kết bạn. Ok. Khi nào mà anh live stream ấy thì chú mở lên cho bà con coi nhá. Ok, vậy em gửi qua số điện thoại luôn nha. Ok. Chào bà con, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con một cái sản phẩm mà có thể giúp cho bà con tiết kiệm tiền điện từ vài triệu đồng xuống chỉ còn vài trăm nghìn một tháng nữa ạ. Dạ, chỉ với 299.000 là bà con có thể sở hữu sản phẩm này rồi. Xài điện thoải mái, tẹt ga mà không cần phải lo nghĩ về tiền điện. Và sau đây anh Phương sẽ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái thiết bị này nó như thế nào nhá. Vâng, xin chào bà con. Dạy, định lừa bọn này xuống để hốt mẻ nữa à? Chú nghĩ anh là gà của các chú là nước sôi đâu. Muốn luột là luột à. Mà anh em mình hốt được một đống rồi đấy. Tiền nhiều để làm gì? Đi nhậu chứ làm gì nữa. Hành vi phạm pháp của các người đã bị tôi phát hiện rồi. Trời ơi, nhờ đó mà tao tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn á. Sau khi chị ba cho tôi xem máy giảm tiền điện, má con tôi đã liên hệ hai anh để mua dùng thử. Xem thấy sản phẩm gì mà không có giấy hướng dẫn sử dụng, thông tin hay nguồn gốc xuất xứ gì chứ. Chú yên tâm, hàng anh bán là hàng đảm bảo, có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng, có cả cái giấy kiểm định của cơ quan chức năng luôn. Đâu cho em coi. Chắc nãy ghé cái nhà trước lấy ra cho khách coi để quên bên đó rồi. Để đảm bảo á, anh viết cho chú cái giấy bảo hành 2 năm luôn. Tôi bắt đầu nghi ngờ về hành vi của hai anh, nên đã dùng điện thoại quay lại cuộc nói chuyện này cùng với số tiền anh nhận của má tôi để làm bằng chứng sau này. Ôi, trời ơi trời, tiết kiệm điện năng kiểu gì kỳ vậy? Trời ơi, cầm cái hóa đơn tiền điện lên rồi coi á, nó tăng gấp mấy lần tháng trước. Mày coi á. Cho em cái này nha. Mày muốn làm gì mày làm đi. Tôi đã lên mạng tìm hiểu về thực hư xuất xứ của máy giảm tiền điện và đọc được nhiều bài báo về chiêu trò lừa đảo mới này và gọi điện cho người quen làm bên điện lực để kiểm tra. Anh đã kiểm tra kỹ cho chú rồi, chiếc máy đó không có thể giảm điện năng được. Tôi đã giả vờ đặt hàng với số lượng lớn để dụ dỗ các anh vào trong. Anh đã cảnh giác từ chối. Tôi liền nghĩ ra cách các anh livestream giới thiệu sản phẩm cho bà con tại nhà. Công an đã phối hợp với cơ quan an ninh mạng để dò ra địa điểm livestream và bắt giữ các anh tại trận. Mà các anh lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Với nhu cầu dùng điện và giá điện tăng cao, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò lừa đảo mới để đánh lừa người dân nhẹ dạ muốn tiết kiệm chi phí, không tin vào những lời chào mời sản phẩm hoang đường và tìm hiểu kỹ về tính năng sản phẩm trước khi quyết định mua. Khi phát hiện đối tượng lừa đảo hoặc buôn bán sản phẩm giả mạo kém chất lượng, hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành điều tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm. Mấy đêm qua trong 30 năm buôn ba có mấy cái chuyện dâm ba thị phi. Tham ô tụi mày bán hàng thu mua tiền nóng tiền chi. Đến tay tao là tao sẽ không buông tha và máu ở trong tu ra. Nếu như mày không thiện chí nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày. Tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Chậm chấp lừa đảo ma túy ở nó chơi luôn ngoài đường. Khi bị bắt khỏi tại sao lại kỳ. Khi đêm hôm năm ba thằng dân la rằng trộm chó kẻ anh bắt nó lại đi. Công việc của thám tử đi đêm đi ngày cày không ngại chí. Có khi phải đối mặt với vũ khí tính